vô. Trời ơi, Jimmy ơi, hát hoài. Ủa, cái gì kìa? Thôi chết, mình đã bị dính chiêu của nó rồi. Hãy giúp ta. Sức mạnh của ta đã bị một con virus của thằng Killer San yểm vào rồi. Lại là Killer San sao? Anh Hồn, giúp đỡ ông gì hả? Ê, tao thấy đây chính là San Ai phải. Là San Ai thì thôi, chúng ta giúp đi anh em. Được, tôi sẽ giúp ông. Cảm ơn các người. Giờ hãy vào bên trong cơ thể của ta nhanh lên. Ủa gì vậy mọi người? Ủa sao chồng? Ủa có giá luôn nè. Ủa? Sao kỳ vậy? Đâu? Đúng rồi. Thằng Nai San nhờ tụi mình vô đây để giải cứu Killer San gì đang bị yểm bên trong gì á, nhớ không? Thiệt đúng hả? À đúng rồi. Thằng Killer San nó đang gọi là gì ta? Một chơi chiêu lời nguyền cho con Nai San đó. Bây giờ mình phải cứu thằng Nai San hay sao á? Cứu Nai San mày coi, ui đây là khung xương của nó nè. Ui con Nai San này nhìn mỗi thứ này khác quá. Vậy sao trong này nó bị có virus? Virus ta này gì á, nó lắc quá vậy? Nhìn khúc này lắc nè, nhìn qua bên đây là đỡ hơn nè. Nhìn vô virus. Cái này là gì ta, cái gan thận gì nè, không biết nữa. Nhưng mà nhìn vô cái nó lắc quá trời luôn bạn, nhưng mà nhìn qua trái tim không lắc nè, nhìn qua cái này cũng không lắc nè. Bên đây hình như là nó bị nặng nhất nè, mình qua phải qua bên này đúng không? Đây lắc quá trời. Bên nào? Lắc quá. Bây giờ chắc mình phải gọi là đi giết mấy con virus trong này hay sao á. Vậy mình đi vô hướng nào mới được? Vô cái nào trước vậy? Tao nghĩ vô này đi. Vô cái lắc nhất. Ừ, đó, chưa, mình phải chịu cái mạnh nhất. Ui. Gì vậy? Dạ. Wow. Kim cương thì phải. Đâu phải kim cương. Ê, hình như là này nó bị lắc nè. Ủa đi vô thử ơi. Hello. Đi vô sao? Mưa rơi hả? Mưa rơi. Trời ơi, không hiểu. Trời ơi, cái này rớt vào đầu là chết đó mấy má ơi. Trời ơi, nó ơi, qua đây. Giờ làm sao giờ? Trời ơi, game là dễ. Lắc quá, đi lẹ qua khu này. Đi. Qua lẹ. Cái gì vậy? Nhưng chơi gì nhảy quẹo cái cổ rồi, nhảy đi coi. Alo. Ôi cái này là đạp vô cái là sao ta? Đây. Đạp cho rớt xuống á. Mày phải nhảy liên tục luôn mới được cái sao á. Ok. Thì hồi nãy tôi lọt đó. Trời ơi cái này rớt xuống nè. Nhảy vô cái lỗ rồi. Hơi. Sao nhảy vô cái lỗ rồi này? No. Rồi, nhảy lên đi. Trời ơi, dắt chùm khỏi nhảy đi, tôi nhảy cho. Để tôi tiêu diệt cho bà ở đó đi giúp. Tôi coi. Đúng rồi, đây là những chuyện đăng nhập có luôn. Ê, mẹ đâu ra luôn giùm. Không hiểu luôn á. Vô. Vô. Ủa sao ngay vậy? Nó có lọt. Đi vô cái lỗ á. Cái lỗ nào? Đó. Nhảy là lọt đó má. Xuống nhảy xuống. Vô. Đi vô. Tin tôi không? Bây giờ tin tôi rồi đi. Hay chưa? Ui, giờ ba đứa chung chỗ rồi, mua đông rồi địch cuối luôn á. Ui, bây giờ là mình phải nhảy liên tục luôn á. Để tao nhảy thử nha. Trời ơi, xem đây, tao sẽ làm lần thứ hai thôi. Lần cuối rồi nha, không có thêm một lần nào nữa. Ui ơi, lắc kẹp, ôi, wow, Oh shit. Vậy bây giờ mình vô cái mục âm đi. Vô luôn. Vô đi. Anh em mình vô nè. Anh em là một gia đời. Tìm cái nút. Chết. Chết đâu. Tìm nút nè. Chạy lắc quá đúng không rồi. Ủa mà tìm cái nút làm gì? Ủa có cái cổng này nè. Ta phải tìm cái nút cho nó mở cái cổng. Oh shit. Tìm lẹ. Rồi xong, thôi tao núp đây. Tạm biệt, tao núp ở dưới đây đây. Ở đây là an toàn nhất. Tao cũng thấy mày đây. Trời ơi ta. Rồi giùm mày chơi ở ngoài luôn. Giùm mày dưới. Tôi đang núp ở dưới cái hàng. Rồi xong, giùm chuẩn bị. Là bà rớt xuống cái hàng chết luôn rồi. Tao thấy hơi toan. Lùi lại. Alo. Ui, nó bắt đầu lại hả? Nó lặp lại liên tục, chừng nào mình phải tìm được cái nút thì mới thôi á. Trời ơi, mình kẹt cái mày dính diễn luôn hả? Sao tao biết
Ủa giờ làm sao để đi ra giờ? Tìm cái nút nhanh lên. Cái nút đâu trời? Trời ơi, cái nút này đâu? Ở dưới. Bảo. Ui, bể cửa. Ê, từ vô cái hàng. Sẽ làm được, mình phải giải quyết xong cái này nữa xong rồi mình lại rớt từ kia xuống nữa, rớt xuống cướp đó là sao? Không là sao đây mọi người? Thôi vẫn phải liều thôi vô. Ôi, cái này là gì? Ôi, biết của mọi người con Tiêu Lô San hoặc chết. Ôi, lẹ lẹ. Em giết. Giết, 7 điểm rồi kìa. À như phải 40 điểm hay sao á. Giết. Cái này, cái giống trong cái chợ, trong gấp siêu thị á mày. Không phải gấp mà cái này kiểu nó nhúng lên mình cầm cái máy mình đập vào cái đầu nó. Cậu đập đầu ở bên chuỗi. Lẹ. Ôi lẹ cái đầu. Ôi shit, đổi là tòi vậy, thôi đi vô. Cậu giúp mình lẹo giúp mày. Lũ con người. Mày chỉ biết vô não người ta mày chỉ nhảy nằm múa dao hả? Múa dao nè. Anh nhìn vô anh em ơi. Khoan ta thôi. Mệt quá. Rồi, bây giờ tụi mình biết alo anh em. Mình chung vô tụi mình chung. Chung vô. Ok. 2 1. Ôi da. Ôi da. Này xanh, ông bây giờ ông đỡ chưa? Ông đỡ chưa vậy? Ta đã đỡ hơn rất là nhiều rồi. Cũng cảm ơn cả ba người đã giúp ta giết cái con Killer Shine trong người của ta ra. Không có gì đâu, trời ơi, tụi tôi làm việc tốt thôi. Chứ tôi không có gọi là tôi, nói chung là tụi tôi cũng ghét những cái tên gọi là bad sign lắm. Nên vì thế quay ra ta giúp đỡ những sign còn lại. Được rồi. Đúng rồi. Ta sẽ tặng cho ngươi món quà vì cái người đã cứu ta. Hãy xem đây. Món quà hả? Ý. Xem con cái cưng. Wow. Quà của tôi đó. Rồi, cảm ơn ông nhiều, bye bye. Cảm ơn ông.
lâu gì hết nha. Quá trời luôn mày ơi. Ok rồi, lắm hết luôn đó đi. Ok mày ơi, Kim Cương quá trời luôn mày ơi. Còn giờ hẹn gặp lại mày những video tiếp theo nha. Bye bye. Xì giá. Kim Cương của tôi. Kim Cương của tôi nha mày ơi. Đi nha.